đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, thưa các giáo sư, bác sĩ, các thầy thuốc, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành y tế, thưa toàn thể các đồng chí và quý vị khách quý. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự chương trình kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam với chủ đề Y tế Việt Nam đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô các chú, chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào, đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu. Với ý nghĩa sâu sắc của lá thư đối với đội ngũ cán bộ y tế cả nước, ngày 27 tháng 2 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của ngành y tế Việt Nam. Suốt chặng đường 62 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ thầy thuốc đã có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí. Hàng nghìn cán bộ y tế, trong đó có Cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, giáo sư Đặng Văn Ngữ, bác sĩ Đặng Thị Trâm, là những tấm gương sáng tiêu biểu đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Khi đất nước hòa bình, thống nhất, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, từ thành phố đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tận tụy cống hiến, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đem lại hạnh phúc cho mọi gia đình. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, qua đó góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở, ngày càng được củng cố và phát triển. Công tác y tế dự phòng được chú trọng, nhiều bệnh dịch mới nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Các dịch vụ y tế ngày một đa dạng, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư xây dựng hiện đại và đồng bộ. Kỹ thuật y học tiên tiến được chuyển giao xuống tuyến dưới, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo điều kiện để nhân dân được thụ hưởng những thành tựu khoa học kỹ thuật của nhân loại. Cùng với đó, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế có bước chuyển biến tích cực, củng cố thêm niềm tin của người dân đối với ngành y tế nước nhà. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực phấn đấu, những cống hiến thầm lặng, những hết sức to lớn và những kết quả
rất đáng trân trọng của ngành y tế, của đội ngũ thầy thuốc trong những năm qua. Nhiệt liệt chúc mừng 134 thầy thuốc vừa được vinh dự phong tặng danh hiệu cao quý thầy thuốc nhân dân, 1654 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, và 6 cán bộ ngành y tế được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, của toàn xã hội, là nền tảng cơ bản nhất để mỗi người sống, làm việc, cống hiến, tạo ra cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dân có khỏe mạnh thì đất nước mới cường thịnh, dân tộc mới trường tồn, loài giống mới được duy trì và phát triển. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Để công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành y tế cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi người, mỗi gia đình chủ động phòng bệnh, xây dựng nếp sống vệ sinh, rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng cao. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời dự báo và có biện pháp ngăn ngừa để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đối với sức khỏe do thay đổi môi trường và điều kiện lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, đồng bào các dân tộc thiểu số, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình, chính sách. Củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về vật chất, thiết bị và cán bộ để có đủ khả năng giải quyết cơ bản nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân ngay tại địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ y sinh học, phấn đấu đưa nền y tế nước ta đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc, vaccine trong nước, kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, quân y và dân y trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ và đầu tư nguồn lực của các nước có nền y học tiên tiến, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư nguồn lực và hỗ trợ trang thiết bị y tế. Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghề y là nghề đặc biệt, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Mỗi thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế cần thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, người thầy thuốc giỏi, đồng thời là người mẹ hiền. Phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, nỗ lực học tập, nghiên cứu, nắm bắt những kiến thức mới, hiện đại của y học thế giới
và tinh hoa của y học cổ truyền, không ngừng nâng cao trình độ y lý, y thuật, y đức, ý thức trách nhiệm và sự hết lòng vì người bệnh, không chỉ giúp người dân vượt qua bệnh tật, giữ gìn nâng cao sức khỏe mà còn để lại trong lòng họ những tình cảm ấm áp, tốt đẹp về tình người, về đạo lý, nhân sinh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật. Tôi trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng ngành y tế theo hướng công bằng, hiệu quả, phát triển, bảo đảm mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng, người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Với truyền thống vẻ vang và nhân văn của nghề y cao quý, tôi tin tưởng và mong muốn toàn ngành y tế nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cán bộ, nhân viên y tế cả nước cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.